Ủa cầm cái quạt là ai quên rồi ta? Tự nhiên lúc trước nhớ mà ai tài giỏi này quên rồi, Momo này quên mẹ nó rồi. Vâng, hello, chào các bạn. Thì cái game này hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là cái game này nó cũng Việt hóa nha. Cũng của bản Tàu thôi nhưng mà nó Việt hóa cũng hơi bị nhiều. Đó, chọn phương pháp khác ha. Nè, đó, chọn không dùng nha các bạn. Đó, nó cho mình một cái mã tài khoản. Bấm OK đăng ký được vào game. Đó, vậy là được một cái tài khoản nha các bạn. Vô game. Đó, vào game là các bạn đã thấy tiếng Việt rồi đó thấy không? Chất sâu cổ trùng, phong ấn tỷ phá. Nhìn lớn lớn rồi đó. Ngoài đường xe chạy ồn ào quá. Đúng trường nhất, hôm nay là ngày vừa mới chết. Cái tướng là tướng vậy. Ta sẽ giúp cái tướng thị trở lên thành hơn. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Không? Đẩy đám của đệ đã sẵn sàng. Cho cũng người hết thịt của ta. Để một đầu của ta đây. Không dần cố vậy. Cái này là cái khúc dẫn truyện như các bạn mình tắt không được nên các bạn gắng ngồi chờ xem nha. Vào game thì nó chưa có free cho các bạn nhiều đâu. Nên mình cũng không nhớ là nó free bao nhiêu nữa. Mình nhớ là nó cũng hơi bị nhiều. À, tên này hồi tối mình đã đặt rồi. Mình thấy cái server này hôm nay cũng nhiều bạn chơi rồi nha. Nhưng mà mình thấy nó chơi cũng hơi bị ngon đó nha các bạn. Nói chung là tối thì nó hơi lắc một chút. Mình thấy cũng có nhiều trang nó giới thiệu cho các bạn rồi. Nhưng hôm nay mình xin giới thiệu lại cho những bạn chưa biết nha. Những bạn nào biết rồi thì đừng có phan gạch, chọi gạch hay ném đá mình là được rồi. Nó ra tới mười mấy server rồi nên mình nghĩ chắc nó cũng hơi ổn định. Chắc cũng vài năm, còn 1-2 năm gì đó, khoảng 6 tháng nó mới chết nó đai nên các bạn chơi cứ yên tâm hưởng thụ nha. Hoặc là hưởng thụ được bao nhiêu thì cứ hưởng thụ. Bạn nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh của mình nha. Mình sẽ ra nhiều game nữa cho các bạn xem. Bấm vào chữ đăng ký ở phía dưới của cái clip nha các bạn. Nhớ bấm vào cái hình quả chuông để nhận thông báo của bạn sẽ được các bạn sẽ nhận cái thông báo luôn đó. Chưa tới cái phần mà nhận vàng đâu nha các bạn. Quan công không gì đâu. Ủa quan vũ là ca nhạc mà quên.
kế bên quan công lại. Ê bự bự, con mày đứng kế quan công là ai vậy? Hả? À Trương Phi, Trương Phi. Quên biết. Nè, này là Trương Phi nè, đó quan công ra nè, đó. Ủa còn người nữa là ai vậy? Thôi mình quên rồi bạn, quên rồi. Anh lão thiên quân. Nghe nó đây. Cố công lại phủ. Đúng không? Hôm bữa có nhiều bạn inbox riêng cho mình là dưới lại comment ở dưới video là kêu mình là tìm một cái game bị khóa thì hôm nay mình cũng tìm được bạn rồi, nhưng mà cái game này có nhiều người chơi. À nhớ rồi, được cầm kiếm là lưu bị. Đúng không? Sức mạnh đại hiền lương sư bạch lưỡi tướng quân tào tháo còn chèn đuổi thôi ta. Việt hóa game này thì nhiều bạn đã chơi rồi và cũng nhiều bạn đang chơi và cũng một ít bạn là chưa có chơi nên mình giới thiệu cho các bạn. Không phải người như nào sướng môn khổ nữ băng thích được quả trung thích sướng môn khổ nữ. Hiện tại thì chúng ta chưa có vàng cũng nhiều với lại chưa có VIP nha các bạn. Đây, bây giờ chúng ta ra nè. Đây. Ở đây các bạn. Thằng này. Và đường tài lớn. Đây là VIP nè. Đó, VIP lên VIP luôn. Đây, bây giờ nhận lại cho các bạn. Đây là VIP 15 ở bên. Đó, 3 năm đồng thì đã có kiếm tiền đó. Một bạn là 1.000. Nhưng mà đây là mình chúc các bạn tự nhận thưởng nha. Còn bây giờ chúng ta vào chúng ta quay thưởng nha. Thank you.
Con rồi. Nên lấy ngoài đà bỏ thiên dữ. Đem lưu bị vô đi. Rồi ok. Level 10 là mở nhiệm vụ hàng ngày nha các bạn. Ráng ráng đi. Đó, có VIP và tăng tốc nè, đó. Ừ. Tiếng nha các bạn. Cho nó auto nè. Đúng,
rồi chết rồi. Chữa bệnh cứu người. Ừ, chữa bệnh cứu người, chết hết rồi, ở đó mà chữa bệnh cứu người. Rồi, Trương Phi chết luôn. Chữa bệnh cứu người. Cứu hoài, có thấy cứu được ai đâu. Tại vì mình chưa có nâng gì hết á. Ừ, chắc vậy quá. Đó, kinh nghiệm rất là quá trời kìa. Level 28 rồi nha các bạn. Trảm tướng là cái gì đây? Ủa, ngồi cầm cái quạt là ai quên rồi ta? Tự nhiên lúc trước nhớ mà ai tài giỏi này quên rồi, Momo này quên mẹ nó rồi. Chắc cái cờ nhiếp này sẽ bị lâu đây. Nào tục tiếp. Chiến liền. Ừ. Lý Điển hả? Chết rồi. Thôi, video kết thúc tại đây nha. Các bạn tự chơi nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhớ like và share video của mình nha. Đừng quên bấm đăng ký ở dưới nha. Các bạn muốn chơi game gì thì hãy comment bên dưới để mình tìm cho các bạn nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái Internet gì của mình cũng được. Đó. Bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích và quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.